trong không khí náo nhiệt của quan viên hai họ. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Lời đầu tiên em xin chào anh Nguyễn Linh. Xin chào em. Dạ. Em chào chị Ngọc Lan. Chào em. Chào bạn gái và cùng toàn thể các vị khách quan có mặt ở phim trường ngày hôm nay. Lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ em tên là Lê Thất Trùng Dương, năm nay em 33 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở miền Trung Khánh Hòa. Em đang làm ở đâu? Làm việc ở đâu? Dạ hiện tại em đang làm việc ở Thuận An Bình Dương. Đang làm công việc gì Lê Thất Trùng Dương? Dạ em làm nhân viên văn phòng của công ty giày da Thái Bình. Bữa nào coi tặng anh mấy đâu. Trời ơi xin thỏ quá trời bộ đất à. Vô để làm quen xin liền chứ. Ừ. Rồi mình nghe về phần giới thiệu của cô gái nè. Dạ em chào chị Ngọc Lan, chào chú Huỳnh Linh, chào bạn trai bên kia và chào quý vị khán giả ở đây. Em tên là My, em 27 tuổi. Em hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm công việc gì? Hiện tại em làm lĩnh vực chuyện kinh doanh trong một công ty đa quốc gia, em làm việc từ xa. À vậy. Ghê 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 chưa? Nhà gái làm công ty đa quốc gia luôn đó. Là nói được nhiều thứ tiếng lắm á. Đúng rồi, phải không My? Em chỉ nói tiếng Anh. Em có ưu điểm khuyết điểm gì mà nói lớn cho nhà gái nghe đi. Dạ về phần ưu điểm của em thì em là một người hòa đồng. Hòa đồng rất là vui vẻ với lại anh em bạn bè. Em thì không thích gia trưởng. Dạ. Gì nữa? Dạ rồi em thích tham gia các hoạt động như là văn hóa, văn nghệ hoặc là thể dục thể thao. Và cái điểm ưu tiên mạnh của em thì em cũng biết nấu ăn. Nấu nhiều món không? Dạ. Cứ đi chợ về là có món gì là em biết nấu món đó. Hay quá, thấy chưa? Thấy nhà trai tôi ghê, dữ chưa? Mình là có khuyết điểm gì không Trùng Dương? Dạ có, em hút thuốc. Hút nhiều không? Dạ ngày cũng không hết nữa. Quá nhiều ưu điểm nhưng cái khuyết điểm nó hơi nặng xíu. Dạ. Bỏ bớt bớt, thật ra lo sức khỏe cho em thôi ha. Dạ. Không lâu lâu làm điếu hay điếu cũng được nhưng đừng hút nhiều quá. Còn khuyết điểm gì nữa? Dạ có hình xăm. Ở đâu? Ở đâu kệ người ta. Xăm ở đâu? Được không? Dạ xăm tay. Đừng có xăm chữ hận đời là được rồi. Dạ không có. Xăm chữ yêu đời thì không sao hết trơn. Cái khuyết điểm thứ ba của em là cũng là đã qua một lần lầm lỡ thì em mới buồn em mới đi xăm. Nặng không? Dạ nặng. Nặng hả? Dạ. Trời, nhưng quan trọng ta nhận ra mình sai, mình sửa là nó tốt. Nhưng mà có con chưa? Dạ có một đứa con gái. Lớn chưa? Dạ năm nay 11 tuổi. 11 tuổi? Wow. Trời, cứ vợ sớm như trời. Cứ vợ năm bao nhiêu tuổi? Dạ em hoàn thành nghĩa vụ xong là 19 tuổi, em ra quân là 20. 20 lấy vợ luôn? Dạ. Trời ơi, lấy vợ hôm nay con 11 tuổi. Con nó lớn bằng con tôi luôn rồi. Thấy chưa? Tao nói lấy vợ sớm làm gì đời lời ru thêm buồn. Cố gắng nha chứ người hết chỗ xong rồi. Nhà gái nghe chưa? À chào. Dạ, cô gái xinh dạ, đẹp. Chào chú Linh. Mình thấy một người đàn ông lầm lỡ người ta đã nhận ra mình có tha thứ không? Dạ là có. Có đúng không? Dạ. Dạ tại vì con cũng từng như vậy. Cũng lầm lỡ luôn hả? Có dạ. Anh nào đâu không? Có. Đây có. Tôi thấy liền luôn. Thấy là nhiều hình xăm lắm. Nhưng mà không phải là lầm lỡ mà đi xong, nhưng mà ý là lầm lỡ nhưng mà sau đó là rút kinh nghiệm xong rồi trưởng thành hơn nên là suy nghĩ chín chắn hơn rồi xong đó mình sẽ cẩn trọng hơn cho những mối quan hệ tiếp theo. Nhưng mà xăm nhẹ nhẹ thôi ha. Người ta xăm dễ thương chết. Xăm dễ thương chứ. Gì vậy? Dạ đây là cung sư tử, cung của con. Ý chị cũng cung sư tử á. Thì sao bà không xăm đi bà hai? Xăm chỗ khác. Thôi, thấy chưa? Cái đó là xăm nặng. Rồi, mình là làm lỡ lần tức là qua chuyến đò đó hả? Dạ rồi. Có con chưa? Dạ, con 5 tuổi. Bên kia 11. Bên này con trai hay con gái? Dạ, con trai. Ok, rồi. Bây giờ mình muốn có một người chồng tương lai thế nào? Mẫu người đàn ông mong muốn coi là phải đàn ông chín chắn trưởng thành. Chín chắn trưởng thành, một mẫu hình của người đàn ông tương lai. Dạ ngoại hình thì tương đối là được, cao có thể là 1m7. Ừ. Đúng không? 1m7 không gần? Dạ 1m74. 74, trời ơi. Dư xăng. Rồi sao nữa, muốn mập hay muốn ốm? Không mập cũng không ốm, bình thường. Bình thường, roi vậy chứ. Có cái điểm nào không thích ở đàn ông? Dạ, tức là hút thuốc, bia rượu với lại lăng nhăng kia là dạ, mà nói dính gái nè. Nói chung đàn ông cũng hay hút thuốc chút xíu, nhưng quan trọng đừng hút nhiều quá thôi. À, dạ, nhưng mà con ngửi cái mùi thuốc là không chịu được. Nếu mà người yêu mình ngửi mùi thuốc không chịu được á, thì mình nên bỏ luôn. Được không? Bỏ được không? Có lý do đó. Dạ được.
Rồi, nhà gái đi với ai cưng? Dạ, em đi mình ạ. Rồi, rồi, có chị Lan lo. Tùng Dương đi với ai? Dạ, em đi với em họ với lại hai anh cùng phòng với em. Lời đầu tiên xin chào hai MC dí dọn và dễ thương của chương trình. Chào tất cả các khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Rồi, nhà trai thấy cô gái của chúng ta như thế nào ạ? Theo cái nhìn ngoại quan thì em thấy nhìn dễ thương. Có vẻ phù hợp với bạn Dương. Nhìn phía bên ngoài thôi, còn thực tế ra tí nữa khi mà gặp mặt á, Dương có thể hỏi, đánh giá cái bên trong. Rồi nếu mà thấy mà hợp thì nên cho nhau cơ hội tìm hiểu. Chắc khả năng hợp cũng 80% rồi. Hy vọng là Tết năm nay là hai đứa sẽ được nắm tay hẹn hò. Coi như là hai đứa có thể về quê thăm bên nội bên ngoại được ha. Mình mở rào cho hai mình gặp mặt đi. Mở rào. Bắt đầu tới nhiệm vụ của em nhé, Trùng Dương. Dạ. Dạ, em ơi. Em có làm bánh dứa em tự làm cho em. Cảm ơn em nha. Nói trước đi, em cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt thì em cảm thấy em như thế nào? Dạ, em thấy anh cũng được. Dạ, cũng dễ thương. Em cũng dễ thương. Em quê ở Sài Gòn hả? Dạ đúng rồi, em quê Sài Gòn. Nãy người ta nói bánh ta tự làm đó, là mở ra ăn thử đi. Tấm lòng của người ta mà. Ăn thử một cái còn nhiêu để tôi cũng được. Ủa, hết xin dài rồi giờ tới xin bánh. Lâu lâu mới có dịp xin mà. Này em mời anh Việt Linh cùng thấy chưa? Cùng nước với em nha. Tôi không nói nó cũng mời mà. Tính ra anh này khéo léo lắm nè. Gia chủ làm cái trước thì còn nhiêu để tài hạ. Gia chủ làm cái trước thì còn nhiêu để tài hạ. Gia chủ làm trước cái đi. Để em xin mời em dùng trước nha. Nói về mình cầm cái hũ đi luôn ta. Nói về mình cầm cái hũ đi luôn ta. Sao thấy ngon không? Ngon không? Dạ, mùi vị bánh rất thơm mà cái nhân cũng rất là ngọt ngào. Dạ. Thì em mời anh Việt Linh nha. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Đợi như đó thôi. Hai đứa nói chuyện đi. Em muốn hỏi là định hướng tương lai của anh thế nào? Năm sau sẽ làm gì hay là có kế hoạch gì chưa? Anh thì cái công việc chính của anh á là chuyên về mảng dịch vụ chăm sóc khách hàng. Là hồi trước ở quê thì anh là làm quản lý bar cà phê, nhưng mà sau cái thời gian dịch thì anh mới chuyển vào trong này anh làm. Thì hiện tại thì anh là từ người khổ đi lên, cho nên là bất kỳ công việc nào anh cũng làm được hết, không phải là dù cho cái môi trường giống như thế nào anh cũng thích nghi được hết. Cái nghề nghiệp của anh thì vẫn về cái mảng là dịch vụ và chăm sóc khách hàng. Cái định hướng của anh thì sang năm thì anh về quê, về Nha Trang. Em cho anh hỏi một câu là trường hợp mà mình có thể đi tiến tới xa hơn nữa, đi tiến tới hôn nhân, thì em có thể là em đi cùng anh về miền Trung ở được hay không? Dạ, công việc của em thì làm từ xa hơn nên là em có thể làm ở đâu cũng được. Nhưng mà do là hiện tại là con em muốn đi học ở Sài Gòn, nên là em chưa có sẵn sàng để em đi ra ngoài miền Trung. Nếu như mà mình đi tới hôn nhân được thì có thể chuyển khẩu con về đó được mà. Dạ, thường người ta chỉ có chuyển vào Sài Gòn chứ không phải chuyển từ Sài Gòn đi ra. Nếu mà có thể tiến tới hẹn hò hay hôn nhân thì anh có thể bỏ thuốc được không? Được, tại vì hiện tại thì má gì rồi cũng hay khuyên bỏ thuốc đó. Ngoài thuốc ra thì mình còn có nhậu nhẹt hay là đi chơi đêm này kia? Nhậu thì anh cũng biết nhậu, nhưng mà anh chỉ nhậu đúng lúc và đúng cái trường hợp anh nhậu thôi. Những trường hợp bắt buộc anh phải đi thì anh vẫn nhậu được, nhưng mà anh cái sở thích của trường của anh là không có nhậu, không thích nhậu. Em có nghe nãy anh nói là thích nấu ăn, là anh biết nấu ăn? Anh biết. Dạ. Em cũng làm được mọi món luôn. Em nấu ăn, làm bánh. Nói chung là
em cái gì em cũng làm được. Là em cũng giống anh là em cũng đi từ khó khăn đi lên, em cũng tự lập từ bé. Nên là có thể là chúng ta có thể đồng cảm, chia sẻ và cảm thông với nhau được những vấn đề đó. Nghề nào cũng vậy, quan trọng chúng ta yêu thương nhau thôi. Về đứa làm bánh, đứa nấu ăn, ngon lành luôn. Trời ơi, hết cái hộp luôn. Không có. Ngon. Bánh rất là ngon. Hai bạn này rất là hợp với nhau. Khoảng bao lâu mình có thể bước tới được nếu chúng ta tìm hiểu nhau? Khoảng bao lâu nữa thì em có thể sẵn sàng đón nhận được cuộc hôn nhân của mình? Dạ chắc cũng phải 3 đến 5 nữa. Chị giữ gì em? Dạ tại vì em đang muốn tập trung sự nghiệp trước. Nhưng mà trong thời gian này thì có thể tìm hiểu được. Chúng ta hãy sát gần lại nhau, đưa hai cái tay bên kia đây. Nhìn thẳng mắt vào nhau để cái thời gian nó giảm chút xíu. Cảm giác nãy giờ nói chuyện với cô gái kế bên mình thấy thế nào? Hãy Trùng Dương nói cho cô ấy biết đi. Em có thể thay đổi được cái mốc thời gian mà mình tìm hiểu được không? Mục đích em đến đây là em muốn sự là kiếm một người bạn đời tri kỷ, có thể cảm thông, chia sẻ, thấu hiểu với em. Với lại cái thời gian này là cũng như là em muốn tìm hiểu thật kỹ trước khi mà tiến tới cái quyết định đó là hôn nhân. Thì cái thời gian này em cũng vừa muốn là tập trung sự nghiệp mà vừa muốn dành thời gian tìm hiểu một người. Hát bài chinh phục bạn gái đi. Nắm tay Y Nguyên nha, nhìn nhau mà hát. Và anh thầm ướt sông chiếc bóng được bên em đi khắp nơi. Anh ước là ánh trăng để chiếu soi lối em về. Anh ước chỉ có thể miễn sao em được vui. Tình yêu anh dành cho em. Và anh còn ướt sông chiếc gối được em ôm trong giấc mơ. Anh hứa sẽ giữ mãi tình cảm kia của riêng mình. Anh ước chỉ có thể mãi miễn mãi bên em người ơi. Nhắm mắt lại, cảm nhận xem trong thời gian qua, tuy ngắn nhưng các bạn đã có một chút gì đó rung động từ trái tim của mình hay chưa? Nếu đúng, bấm ngay cái nút đó. 1 2 3 Hết thời gian. Sao vậy? Tại vì em thấy đối phương có vẻ như là không có chí hướng cùng em. Em cảm nhận được điều đó. Nhờ gái. Dạ, tại vì em thấy anh nhà trai không phải cái đối tượng em mong muốn. Chúng ta thật lòng mình như vậy là tốt rồi. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Anh nha, dạ, cho em thấy anh rồi. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì anh? Dạ. Em là Nguyễn Hữu Hà, sinh ở Đồng Nai, còn nguyên quán ở ngoài Hà Nam Ninh hồi xưa á chị. Ừ. Dạ. Rồi, mình sinh năm bao nhiêu anh? Em sinh năm 85. Ừ. Mình sinh 85 á. Rồi, anh cứ chủ động chia sẻ ha. Dạ. Công việc của mình đang làm là gì? Công việc của mình là chuyên về điện tử với lại là âm thanh ánh sáng ngoài trời á chị. Là coi như là mình tự làm cho mình hay làm cho người ta? Mình làm cho mình. À, coi như là anh sẽ có một cái có mở tiệm hay sao anh? Dạ, mà tiệm mình mở của tư nhân của mình nhé. Ừ, là có công ty tư nhân ha. Dạ. Ừ, rồi công ty là tên gì anh? Điện tử vi tính Quang Hà. Ừ, điện tử vi tính Quang Hà. Rồi ok, dạ. Bây giờ anh nói một xíu về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi anh Hà. Giờ nói sao nhỉ? Mình tự tin nhất cái điểm gì? Anh đặt lại cái điện thoại giùm em đi. Dạ. Rồi. Rồi, điểm mạnh mình là gì, điểm yếu mình là gì? Điểm yếu của mình là cái nói chung ra là cái điểm mạnh của mình thì chỉ có cái là về tính tình thì mình ít nói,
thật thà, muốn chỉ cứ sợ làm cho người khác buồn hoặc là không được vui, mình cứ áy náy trong lòng á. Còn cái điểm yếu của mình thì nó là về cái sức khỏe của mình, thì tại là mình là người bị khuyết tật hai chân. Đầu tay mình với lại người cơ thể sức khỏe bình thường hết, chỉ có chân của mình là mình là người khuyết tật bị đi nạng hết chị. Nên sức khỏe của mình thì nó bị hạn, nó cũng có hạn chế. Lúc nãy cái này là khuyết tật là do anh bị tai nạn hay là bẩm sinh hay như thế nào anh? Là mình bị bẩm sinh, là bị từ lúc 2 tuổi là bị cái sốt bại liệt đó chị. 2 tuổi là anh có ngồi xe lăn hay là chống nạng đi không? Không, mình đi bằng nạng, đi bằng nhà, vẫn đi được mà phải chống nạng đi. Không ngồi xe lăn. Rồi, vậy thì là trước giờ anh có trải qua mối tình nào chưa hay là có kết hôn gì chưa? Mối tình thì có, cũng quen một hai người rồi, nhưng mà mình bị như vậy thì mà nói chung ra là bên gia đình thì người ta cũng, bố mẹ thì cũng kiểu cũng ngăn cản con cái á. Nên cũng không có đến với nhau được. Do hoàn cảnh của mình đúng không? Rồi, bây giờ anh mong muốn một người như thế nào để phù hợp với mình? Thì giờ chỉ muốn kiếm một người là giống như là hiểu và thông cảm cho cái cho mình được một những giống như mình như vậy, chỉ cần có người nào mà cùng đồng cảm với mình á, thì để với nhau, chứ còn mình cũng không có dám đòi hỏi người ngoại hình đẹp hoặc là về kinh tế này nọ. Nói thẳng ra kinh tế thì mình cũng không có lo, thì tự mình lo cho bản thân mình được, với lại cũng lo cho thêm, nếu như mà có gia đình á thì mình có thể mình lo cũng được, cũng gánh vác được. Rồi, kiếm một người giống như giờ ý là muốn kiếm một người bạn gái kiểu cũng thông cảm và cảm thông cho mình một xíu. Rồi thứ nhất là, thứ hai là cái người có người nào mà gần gần cái khu vực của mình ở đây đi lại cho nó tiện á, còn ở xa quá thì chắc mình nó hơi bất tiện một xíu. Rồi, ví dụ như bạn gái nếu mà cũng có hơi bị khuyết một cái phần nào đó trên cơ thể thì có được không anh, hay là bạn gái lành lặn? Dạ được chị, khuyết hoặc là sao cũng được, nếu mà chỉ cần mà hai người mà gặp nhau mà hợp kiểu cũng thấy hợp với nhau, có thể tiến tới được thì vẫn ấy chị, chứ không phải nhất thiết là mọi người khỏe mạnh. Là hiện tại là anh vẫn đi lại bằng xe máy này kia được đúng không? Dạ đúng rồi, mình vẫn đi bằng xe lại, đi lại của công việc của mình vẫn đi được. Nhưng mà cưới vợ này kia các thứ là vẫn có thể là sinh con này kia bình thường, dạ, đúng không? Dạ đúng rồi chị, dạ dạ. Ok, sinh con bình thường được rồi. Còn tuổi tác cô này có yêu cầu gì không? Không, nếu mà người càng người lớn lớn tuổi xíu cũng được. Chứ còn trẻ quá thì mình lấy về mình cũng chiều người ta không có nổi. Dạ rồi. Bây giờ mình năm nay cũng ba mấy rồi, giờ mình kiếm người làm khoảng cũng có tầm quả 30 trở lên thì người đó, tính tình người ta chững chạc hơn. Dạ rồi. Ok, cảm ơn anh Hà ha. Thì có gì sau cái buổi cách này nếu mà mình được chọn phù hợp thì chương trình sẽ báo cho thông tin cho mình biết nha. Vâng ạ. Dạ rồi, em chào anh, là mình xong rồi. Dạ rồi, em cảm ơn chương trình nha. Dạ, mình thoát ra cuộc gọi được rồi. Bấm nút cỏ. Dạ em chào anh ạ. Dạ em chào ạ. Dạ anh cứ tự tin chia sẻ thông tin của mình nha. Dạ em mời mấy chị biên tập. Dạ. Anh ơi, anh giới thiệu về bản thân mình với chương trình biết anh nhá. Mời anh ạ. Tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Dạ. Thì em tên Nguyễn Hùng, quê em ở Đồng Nai. Và công việc của em hiện tại là kỹ thuật viên cho Nike, công ty của Hàn Quốc. Nguyễn Duy Hùng ha. Dạ đúng rồi. Nguyễn Duy Hùng, vậy là anh Hùng sinh năm bao nhiêu? 89 hả? Dạ. Rồi còn quê mình là ở đâu anh? Quê gốc là ở Đà Nẵng, còn vô qua Đồng Nai này lâu. Vậy là gia đình mình đã vào Đồng Nai hết chưa? Dạ, vô hết rồi. Là gia đình đã vào Đồng Nai luôn rồi. Ở ngoài đó còn vô đây là lâu.
Rồi, ok. Là hiện tại nãy anh nói là anh đang làm cái gì? Em làm bên chuyên cho Nai Kỳ vậy. Chó gì chị? Ai gì Nai anh? là Nike. Nai Kỳ. Làm kỹ thuật viên cho hãng giày ha. Ừ, hôm nay anh có đi làm không? Có vậy, em làm mà sinh ra ra ngoài đó, ra ngoài dành thời gian 2 tiếng cho chương trình vậy chứ cái thời gian Rồi. nó được cái gì Rồi ok. vậy được em Vậy hôm nay mình cũng cắt nhanh thôi ạ. Bây giờ anh Hùng chia sẻ một xíu về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi anh Hùng. điểm mạnh của em à? Điểm mạnh thì em nói chung là trong công việc thì em lúc nào cũng dứt khoát đó, dứt khoát nhanh, giải quyết công việc nhanh và chung là trong gia đình thì tất cả những việc gia đình thì em có thể làm được và em hay thắng Thẳng yếu thì thắn. hơi nóng tính một chút. Nóng nóng nhất là anh làm cái gì? Nóng nhất thì đi ra ngoài nóng Vậy đó. lan Rồi. tại vì em có vườn lan nên kêu bực bội quá hay gì thì chép cái công việc cái gì chị mình ra mình dạo vòng vòng cái vườn lan cho thoải mái rồi mình vô làm. Rồi nói chung là nóng tính bực bội gì ra kiếm vườn lan hay gian lan mình trồng nhiều không? Lan mình trồng nhiều không? Dạ nhiều chứ, gần 300 cây. Dữ dằn vậy, mình làm có bán hay là sao? Bên người tay trái của em cũng bên chương trình lan. Rồi tình trường của anh Hùng trước đây làm sao rồi? Dạ em thì trước thì em có 2 mối tình nhưng mà cái mối tình đầu á, thì sâu nặng, còn mối tình thứ sau thì mới chỉ là chưa chớm tình yêu Ồ vậy đó hả? hè thôi. Vậy thì cái mối tình sâu nặng là kéo dài bao lâu sao mà chia tay? Dạ cái mối tình đầu của em là tới 5 năm em mới chia tay. Lý do chia tay nè. Dạ tại về khoảng cách địa lý chị, người người bạn ấy kêu xa quá. Là bạn gái ở đâu rồi? Dạ ở Nha Trang. À. Dạ thì tôi em cũng dự định là sẽ đi đến Sông Trăng á, sau đây lúc đó là sinh viên nhưng mà phải là sinh viên năm cuối, em là sinh viên mới năm năm hai thôi. Sau em quen thì dự định sau này bạn ấy ra trường bạn ấy về quê làm cái bạn ấy Rồi bao lâu rồi mình không quen thôi ai? không hợp cho em chia tay tới giờ. Một thứ Mà hai bạn thì mới chị chớp đó là bà hẹn chứ chưa đó là tình yêu. Nhưng mà bao lâu rồi mình không quen ai? Dạ cũng lâu lắm, bảy Mấy tám năm. năm? Trời, 7 tháng 5 rồi hả? Dạ. Ủa trong công ty mình không có ai hay sao? Dạ có nhưng mà cái là lớn tuổi em chơi, thứ hai là có gia đình nữa. À, vậy đó hả? Dạ. Trời ơi, Nên 7 tháng. đa số là nam nhiều hơn nữ, nữ mà nữ thì đa số có gia đình. Thứ hai em cũng tập trung vô công việc cái gì, từ hồi mà mối tình đầu tiên á em cũng hơi sang chấn tâm lý nên em cũng không phải mấy tập trung công việc là tốt. Rồi, anh Hùng cứ nhìn thẳng vô màn hình để chia sẻ nè. Rồi bây giờ anh mong muốn tìm bạn gái làm sao nè? Thì em cũng nói đơn mong muốn người phụ nữ thì mình cũng không đòi hỏi nhiều chơi vì con người mà thì đâu ai hoàn hảo hết Về về ngoại hình tính cách thì như thì số người phụ nữ đó thì hiền có đạo đức và biết xấu được nào? Thích bạn gái hiền rồi gì nữa? hiếu thảo có đạo đức. Rồi tuổi tác vùng miền này kia thì sao? Dạ sao chị? Tuổi tác vùng miền này kia thì sao? Dạ tuổi tác thì ví dụ lớn hơn em 1 2 tuổi cũng được hoặc là nhỏ hơn em cỡ 4 tuổi cũng được, trẻ quá thì có cái thầy ấy gì vậy. Rồi không có thích trẻ quá rồi còn yêu cầu gì đặc biệt ở cô này nữa không? Em thì hay làm bên công tác từ thiện vậy chứ, mong phụ nữ phải thông cảm và chia sẻ tại vì ngoài công việc của em ra thì em cũng hay đi từ thiện nhiều. Nói chung là hay đi từ thiện này kia là được ha. Rồi mình đang làm ở Đồng Nai thì bạn gái đang làm ở khu vực gần gần được không? Dạ được chị,
trường Sài Gòn, Dương không đi qua được thì em phải sắp xếp thời gian em. Rồi, ok. Dạ. Anh Hùng có tài lẻ hay năng khiếu gì không? Dạ, sao chị? Mình có tài lẻ hay năng khiếu gì không? Ca hát rồi được không? Hát cũng có mà, không dở gì. Rồi hát thử thôi nè, hát thử mấy câu thôi. Dạ, dạ, mình có thể đăng ký một cuộc gọi này được không anh? Dạ, thì cho em xin thông tin cá nhân của mình, em sẽ ghi nhớ số của mình và em sẽ đăng ký giùm ảnh thôi. Đối ta có riêng và những không có lời hồi. Dạ, nếu mà cho em xin họ và tên của mình đi anh. Tôi không chấp em, bởi tôi đến quá lời. Dạ, anh tên mình. Định mắt em trong lời. Dạ anh từ từ. Đến qua có tôi, lòng em không buồn. Chỉ vì anh thứ bao cuộc vui. Nay em bỏ tôi, để yên vui với người. Đêm về, em chẳng còn bạc về. Ok, được rồi, ok ha. Thì hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi. Nếu mà mình được chọn thì sẽ có biên tập trao đổi kỹ nội dung với mình ha. Anh Hùng là chiều cao cân nặng của mình là bao nhiêu? 1m68. 56kg. Rồi, ok, cảm ơn anh Hùng đã tham gia cái buổi cast này hôm nay ha. Thì có gì anh đợi thông tin từ chương trình nha. Mình xong rồi đó anh Hùng, có thể thoát ra cuộc gọi được rồi đó. Dạ, cảm ơn chị nha chị.